Xin chào các em học sinh lớp 8. Thì trong video trước chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong lý thuyết của bài số 1, chương 1, bộ sách Chân trời sáng tạo, toán 8, tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Các em quan sát bài đầu tiên, bài số 1. Chỉ ra các đơn thức, đa thức trong các biểu thức sau. Rồi ở đây thì các em hiểu cho thầy đó là gì? Đa thức. Đa thức chứa phép cộng và phép trừ. Các em cần phân biệt được là gì? Cần phân biệt được là âm và dương nhé, và cái phép cộng, phép trừ. Đấy. Vậy đa thức thì nó sẽ chứa cái dấu cộng này. Nó sẽ chứa là gì? Nó chứa phép cộng và nó chứa phép trừ. Rồi. Vậy thì bây giờ ta nhìn vào đây, chúng ta nhìn thấy được gì? Đây là âm 3. Đúng chưa? Như vậy thì nó sẽ là gì? Đơn thức. Tại vì nó là âm 3 mà. Đúng không? Chứ nó không phải là phép trừ. Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta đầu tiên đó là các đơn thức là âm 3. Tiếp tục 2 nhân z thì đây cũng là đơn thức. Cứ không có phép cộng phép trừ thì nó là đơn thức kìa. Rồi, 1 phần 3 x y cộng 1. Như vậy đây là gì? Đây là phép cộng này, đúng không? Đây là phép cộng này. Như vậy thì nó sẽ là gì? Đa thức. Đấy, cái phần đa thức thì tô màu lại để lát là thầy ghi sau. Rồi, chỗ này là gì? Âm 10 x mũ 2 y z. Như vậy đây là dấu âm chứ không phải là phép trừ. Chính vì vậy nên nó sẽ là gì? Đơn thức luôn. Rồi, chỗ này sẽ là âm 10 x mũ 2 y z. Rồi, 4 phần xy thì ở dưới cái mẫu của chúng ta mà nó chưa biến thì cái này không phải là đơn thức và cũng không phải là đa thức. Phần này chúng ta bỏ đi. Hơi to ha. Phần này chúng ta bỏ đi. Ok, tiếp tục 5x trừ cho z phần 2. Như vậy đây sẽ là gì? Đa thức. Đấy, tô màu. Tiếp tục 1 phần 1 cộng cho 1 phần y. Như vậy thì cái này sẽ là gì? Không phải là đơn thức, cũng không phải là đa thức, tại vì mẫu có chứa phần biến. Đúng chưa nào? Đấy. Rồi. Vậy thì ở đây của chúng ta sẽ là gì? Đơn thức này và các đa thức. Là các đa thức sẽ là gì? Sẽ là 1 phần 3 x y cộng 1. Gì nữa? 5 x trừ cho z phần 2. Rồi. Và các em đừng quên rằng gì? Các đơn thức cũng sẽ là gì? Là các đa thức. Nên chúng ta ghi hết cái dãy bên trên lại. Đó sẽ là gì? Trừ 3 này, rồi 2z này, và trừ 10 x mũ 2 y và z. Được không nào? Ok ha. Rồi. Đấy, như vậy thì ta xong bài số 1. Thì trong bài số 1 này các em để ý cho thầy 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là gì? Đơn thức. Và vấn đề thứ hai là đa thức. Đa thức là gì? Là có chứa phép cộng và chứa phép trừ. Và vấn đề thứ ba đó là mẫu mà chứa biến các em. Đấy, mẫu chứa biến hoặc là căn bậc 2 chứa biến thì nó không phải là đơn thức và cũng không phải là đa thức. Ok ha. Rồi, tiếp tục mình đến với bài số 2. Bài số 2, thu gọn các đơn thức sau, chỉ ra hệ số phần biến và bậc của mỗi đơn thức. Như vậy ở đây chúng ta có 4 yêu cầu. Đầu tiên thứ nhất là thu gọn. Đúng không? Đầu tiên thu gọn. Thứ hai đó là gì? Chỉ ra phần hệ số. Thứ ba là phần biến. Và thứ tư đó là bậc của nó ha. Rồi, ok. Như vậy thì ở đây mình xem thử. Đơn thức đầu tiên có x nè. Và có x. Như vậy thì nó chưa thu gọn. Các em phải biết được là
đơn thức nào đã được thu gọn, đơn thức nào chưa. Đơn giản đó là gì? Ở trong phần đơn thức của mình á, thì cái hệ số, tức là mỗi cái chỉ xuất hiện một lần thôi. Đấy. Rồi. Ta nói về đơn thức đầu tiên ha. Như vậy sẽ là gì? 5x y x. Như vậy thì đầu tiên thầy thu gọn đó là gì? 5x này nhân cho x. Đấy, thu gọn cái phần đó các em. Y. Mà 5x nhân x thì có phải sẽ là gì? 5x mũ 2. Đúng không? X mũ 2y. Đấy. Rồi, chúng ta lấy hệ số, chúng ta gì? Giữ nguyên cơ số, lấy số mũ cộng với lại số mũ. X mũ 1 cộng với mũ 1 thì sẽ ra mũ 2. Các em lớp 8 rồi mà, đúng không nào? Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ xác định đó là gì? Hệ số. Mở ngoặc này, thầy xác định hệ số là 5 phần biến là x mũ 2 y và bậc là bậc á, thì chúng ta sẽ lấy cái số mũ chúng ta cộng lại. Đây là mũ 2 này, y này là y mũ 1 này, thì 2 cộng 1 sẽ là 3. Ok ha. Rồi tiếp tục chúng ta có trừ x y z 2 phần 3 y. Rồi. Vậy thì ở đây mình sẽ có được gì? Cái hệ số của mình đó các em. Chúng ta có hai cái. Đó là thứ nhất là dấu trừ phía trước, có nghĩa là nó sẽ là trừ 1, và chỗ này là 2 phần 3. Như vậy thì mình sẽ rút gọn lại. Đó là gì? Thầy rút gọn nhanh luôn ha. Như vậy chỗ này sẽ là trừ 2 phần, trừ 2 phần 3. X này nè, 1. Như vậy thì mình ghi lại y xuất hiện 2 lần, y mũ 1 nhân y mũ 1 thì sẽ là y mũ 2. Và z thầy ghi lại. Được ha. Ok. Rồi tương tự thầy xác định phần hệ số. Hệ số là gì? Âm 2 phần 3. Phần biến là x, y mũ 2 và z. Và cuối cùng bậc là. Rồi, ở đây ta nhìn vào phần biến. Mũ 1 này cộng với 2 là 3, 3 cộng 1 thì bậc của nó sẽ là bậc, bậc 4. Đấy. Về phần bậc á, thì các em sẽ lấy tổng số mũ của phần biến. Được không các em? Tổng số mũ của phần biến. Rồi, tiếp tục. Đơn thức cuối cùng 2 x mũ 2 nhân cho âm 1 phần 6 x. Rồi, ở đây các em lấy hệ số này, các em nhân với lại hệ số. Như vậy chỗ này sẽ là gì? Âm 2 mà nhân cho âm 1 phần 6. Thì các em nhân và các em rút gọn thì sẽ ra mấy? Sẽ 1 phần 3. Đúng chưa? Đấy. Rồi, chỗ này để thầy làm từ từ đi ha. Rồi, thầy lấy âm 2 này. Thầy nhân cho bao nhiêu? Âm 1 phần phần 6. Bên trong có ngoặc tròn rồi, thầy sử dụng ngoặc vuông. Ok chưa? Rồi, tiếp tục nhân cho gì? Phần biến là x mũ 2 nhân cho x. X mũ 2 nhân cho x. Rồi, chỗ này chúng ta tính ra được gì? Âm 2 nhân cho âm 1 phần 6. Âm nhân âm là ra dương. 2 nhân cho 1 phần 6 thì sẽ được 1 phần 3. Đúng chưa? X nhân x mũ 2 nhân cho x thì sẽ ra x mũ 3. Rồi, chúng ta xác định tương tự. Ở đây thì hết chỗ nên là thầy xác định ở bên dưới này ha. Đầu tiên sẽ là gì? Hệ số là 1 phần 3. Phần biến là x mũ 3. Và cuối cùng bậc là, bậc là 3. Bậc thì ở đây chỉ có mỗi x mũ 3 thôi, nên bậc của nó là 3 luôn. Ok. Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nói về cái phần gì? Phần hệ số này, phần bậc và phần biến của cái đơn thức này.
Đơn thức chúng ta đã thu gọn nha. Khi các em muốn xác định được hệ số này, khi các em muốn xác định được bậc, xác định được về phần biến, hoặc là các em thực hiện phép tính á, thì cái đơn thức của các em phải được thu gọn. Được không các em? Ok, chúng ta xong bài số 2. Tiếp tục mình đến với bài số 3. Các em quan sát bài số 3. Thu gọn và tìm bậc của mọi đa thức sau. Câu A chúng ta có đa thức M. Thầy ghi là đề bài ha. M bằng x trừ 3 trừ cho 4y cộng cho 2x trừ y. Rồi, ở đây thì đầu tiên các em cứ nhóm phần x, chúng ta sẽ nhóm với x ha. Đây, x nè. Thế thì chỗ này sẽ là gì? Dương 2x. Các em nhớ để ý là dấu đứng đằng trước nó. Dấu đứng đằng trước cho thầy. Rồi, ok. Như vậy thì chỗ này m bằng mở ngoặc x. Này, các em nhóm với lại x. Đó là gì? 2x. Tức là cùng cái phần biến và cái cùng mũ với nhau, chúng ta nhóm lại với nhau. Ở đây x mũ 1 nè. Mình nhóm với lại gì? 2x mũ 1. Rồi, tiếp tục. Biến y chúng ta sẽ nhóm với lại biến y. Đó là gì? Cộng mở ngoặc. Chỗ này là gì? Âm 4y, đúng không? Rồi, chỗ này là gì? Âm y. Chúng ta nhóm lại. Rồi, và âm 3. Chúng ta nhóm lại. Rồi, mình đếm 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Đủ ha. Tại vì cái việc nhóm này á, nhiều hàng tử dẫn tới việc là chúng ta nhóm bị sót ha. Chính vì vậy nên là chúng ta đếm lại. Rồi, chỗ này là 1x cộng với 2x thì sẽ là 3x. Hệ số cộng hệ số, phần biến giữ nguyên. Tiếp tục, âm 4 trừ cho 1 thì nó sẽ là gì? Âm 5. Ta nợ 4 rồi mà ta nợ thêm 1 nữa là nợ 5. Okay. Rồi, chỗ này sẽ là gì? Âm 3. Ở đây thì bậc của đa thức thì sẽ là gì? Là bậc của hàng tử cao nhất. Ở đây bậc mấy? Bậc 1 này, tại vì nó có x mũ 1. Bậc mấy? Bậc 1 vì nó có y mũ 1. Bậc thì sẽ phụ thuộc vào phần biến. Ở đây sẽ là bậc 0 vì nó không có phần biến. Các em hiểu như vậy cho nó đơn giản. Đấy. Như vậy thì rõ ràng chỗ này chúng ta có được gì? Thay đổi cái màu cam ha. Rõ ràng chúng ta có được gì? Các em hiểu chỗ này nè, đây là bậc 1. Các em hiểu chỗ này, đây là bậc 1, đúng chưa? Đấy. Bậc 1. Đây là bậc mấy? Đây là bậc 0. Như vậy thì bậc 1 và bậc 0. Thế thì rõ ràng bậc của đa thức này chính là bậc gì? Bậc 1. Được ha? Đó, thầy xóa mấy cái mà thầy nháp đi. X mũ 1 thì nó sẽ là bậc 1. Y mũ 1 thì nó là bậc 1 và trừ 3 là bậc 0. Chính vì vậy nên là gì? Bậc đa thức M là bậc 1. Tương tự như vậy, ta làm cho câu B ha. Đa thức N, thầy ghi là đề bài x mũ 2t trừ x mũ 2t cộng cho 13t mũ 3 cộng cho xt mũ 2 cộng cho 5t mũ 3 và trừ cho 4. Rồi, bây giờ ta xem thử cái nào mà thu gọn được, chúng ta thu gọn nha. Các em để ý chứ không chúng ta nhầm. Bây giờ là chỗ này là gì? Phần biến x mũ 2t. Chỗ này không có nè. Chỗ này là xt mũ 2, khác nhau nha. Đấy. Đây. Chỗ này sẽ là gì? X mũ 2 này, t. Còn chỗ này là gì? Xt mũ 2. Nó khác nhau các em. X mũ 2, t mũ 1. X mũ 1, t mũ 2. Khác nhau. Đấy. Rồi, bây giờ ta xem cái nào giống nhau. 13t mũ 3 và 5t mũ 3 giống nhau. Còn lại là hết rồi, đúng chưa? Đấy.
Và những cái nào mà khác nhau thì chúng ta cứ ghi lại. T cộng cho 13T mũ 3. Nó giống với gì? 5T mũ 3. Như vậy chúng ta nhóm lại với nhau. 5T mũ 3. Rồi, cộng cho gì? XT mũ 2. Và trừ cho 4. Đếm lại hàng tử có sửa sót. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Đấy, các em cứ làm y chang như thầy thì không thể nào mà các em sót hay là các em sai được hết các em. Mình ban đầu mình cứ làm cẩn thận nhất. Khi nào mình quen rồi, mình làm chắc rồi, thích làm như thế nào là đúng là được. Đúng chưa? Rồi, x mũ 2t cộng 13 cộng cho 5 sẽ là gì? 18 t mũ 3 cộng cho x t mũ 2 và trừ 4. Rồi, bây giờ chúng ta xác định bậc. X mũ 2, T mũ 1 cộng lại sẽ là mũ 3. Đây là bậc 3. Đây là bậc 3. Đây là mũ 1 cộng mũ 2 cũng là bậc 3. Chỗ này là bậc 0. Như vậy rõ ràng bậc đa thức N là 3. Rồi, ok ha. Như vậy thì chúng ta xong bài số 3. Tiếp tục mình đến với bài số 4. Em quan sát bài số 4. Tính giá trị của đa thức. Mình có đa thức B. Đây ha. Tại x bằng âm 3, y bằng âm 1 phần 2 và z bằng 3. Như vậy thì để tính cái giá trị biểu thức á, thì đầu tiên chúng ta phải gì? Phải thu gọn. Giờ mình xem đa thức này đã thu gọn chưa. X y mũ 2. Rồi không có này. X z. Đây. X z. Rồi như vậy đa thức này chưa được thu gọn. Như vậy thì chúng ta phải thu gọn đã. Đúng chưa? Ok, đầu tiên P bằng, thầy ghi đề bài lại 3X Y mũ 2 trừ cho 6X Y cộng cho 8X Z cộng cho X Y mũ 2 trừ cho 10X Z. Rồi, bây giờ chúng ta thu gọn 3x y mũ 2. Như vậy thì chỗ này có x y mũ 2 nữa này. Đúng chưa? Thế chúng ta nhóm lại với nhau. 3x y mũ 2. Để ý dấu đứng đằng trước ha. Dấu này là dấu dương. Như vậy mình nhóm vào dương luôn. Các em cứ lấy dấu đứng đằng trước là được ha. Rồi. Gì nữa? Cộng cho 8x z trừ cho 10x z. Giống nhau thì nhóm lại với nhau trước. Được không nào? Rồi, chỗ này là trừ 6xy. Thầy ghi lại sau cùng. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Đủ rồi. Rồi, lấy hệ số cộng hệ số giữ nguyên phần biến. Hệ số là 3. Chỗ này các em nhớ cho thầy là 1 nha. À, luôn luôn nhớ giùm thầy là phía trước này không có là 1 nè. Nhiều em không có bỏ luôn là sai. 3 cộng 1 sẽ là 4. Lưu ý đó. 4 x y mũ 2 cộng 8 xz mà trừ cho 10 xz thì kết quả sẽ là gì? Âm 2 xz. Rồi trừ cho 6 xy. Ok. Như vậy thì chúng ta đã thu gọn xong. Bây giờ chúng ta thay vào. Chỗ nào có x mình sẽ thay bằng âm 3 vào. Chỗ nào có y mình sẽ thay bằng âm 1 phần 2. Và chỗ nào có z thì mình sẽ thay bằng 3 vào. Thay x bằng âm 3, y bằng âm 1 phần 2 và z bằng 3. Vào B ta được B bằng 4 nhân 4 nhân cho x mà x bằng âm 3. Vậy mình ghi âm 3 vô. Y mũ 2, y của mình bằng âm 1 phần 2. Chúng ta ghi vô. Âm 1 phần 2 mũ 2. Rồi, cộng cho gì nữa? Âm 2. Bỏ một vuông ra.
nhân cho x, mà x của mình bằng mấy? Âm 3. Đấy, các em cứ thay lần lượt vào thôi. Z bằng 3, trừ cho 6, x là bằng âm 3, y của mình là âm 1 phần 2. Được không nào? Rồi, chỗ nào có x, có y, có z, thay lần lượt vào. Chỗ này là ra gì? 1 phần 4 nè. Là 1 phần 4 rút gọn đi thì chỗ này còn lại là âm 3. Còn bạn nào mà không tính nhanh được thì các em cứ bấm máy tính ha. Rồi, chỗ này của mình là âm 2 nhân âm 3 là dương 6. Dương 6 nhân 3 thì sẽ là âm 18. Chỗ này là ra dương 18, đúng không? Dương 6 nhân dương 3 là dương 18. Rồi, chỗ này là âm 6 nhân cho âm 3 là dương 18. Dương 18 nhân âm 1 phần 2 thì kết quả sẽ là âm 9. Rồi, chỗ này của chúng ta thì sẽ bằng gì? Âm 3 cộng cho 18 là ra dương 15. Dương 15 mà trừ cho 9 thì kết quả là dương 6. Ok ha. Rồi, như vậy thì chúng ta xong bài số 4. Tiếp tục, mình đến với bài cuối cùng, bài số 5. Viết biểu thức biểu thị thể tích và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật trong hình 5. Tính giá trị của V và S, tức là thể tích và diện tích xung quanh, khi x bằng 4 cm, y bằng 2 cm và z bằng 1 cm. Ở đây người ta cho mình kích thước rồi, đó là gì? Mặt đáy sẽ có chiều dài là 3x này, chiều rộng là 4x và chiều cao là 2z. Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta có được cái đầu tiên, các em phải biết được cái công thức thể tích đó là gì. Này, cho thầy ghi màu xanh đi ha. V sẽ bằng gì? Dài nhân cho rộng và nhân cho cao. Dài nhân rộng nhân cao. Rồi, còn về diện tích xung quanh, tức là SXQ, sẽ bằng chu vi đáy nhân với lại chiều cao. Mà chu vi đáy thì nó sẽ là gì? Mặt đáy. Mặt đáy của nó là hình chữ nhật, như vậy sẽ là dài cộng rộng nhân 2. Đấy. Rồi, ok. Đầu tiên chúng ta có được cái thể tích biểu thức biểu thị thể tích là V sẽ bằng gì? Dài nhân rộng nhân cao này, tức là 3x nhân cho 4y và nhân 2z. Rồi, chúng ta rút gọn lại. Hệ số nhân hệ số nhân hệ số, 3 nhân 4 là 12. 12 nhân 2 sẽ là 24. X thầy ghi lại, y ghi lại và z ghi lại. Đơn vị ở đây sẽ là gì? Cm khối. Rồi, tiếp tục. Biểu thức biểu thị diện tích xung quanh là gì nào? Diện tích xung quanh bằng chu vi đáy. Chu vi đáy sẽ là dài cộng rộng nhân 2. Đúng chưa? Như vậy thì SXQ dài này sẽ là 3X cộng cho rộng là 4Y và nhân cho 2. Dài cộng rộng nhân 2. Sau đó là nhân với gì? Sau đó là nhân với chiều cao, đó là nhân cho 2Z. Được không nào? Chu vi đáy nhân với chiều cao. Chu vi sẽ là dài cộng rộng tất cả nhân 2. Rồi nhân với chiều cao, tức là nhân cho 2z. Là chỗ này chúng ta rút gọn lại. Như vậy chỗ này sẽ là gì? 4z nhân cho 3x cộng cho 4y. Đơn vị là cm vuông. Rồi, ok, bây giờ chúng ta thay vào chúng ta tính thôi. Thay x bằng 4,
y bằng 2 cm và z bằng 1. Thay x bằng 4 cm, y bằng 2 cm và z bằng 1 cm, vào v sxq tức là diện tích xung quanh ta được. Như vậy thì chỗ này chưa có đơn vị nè, chỗ này hiện tại bây giờ là chưa có đơn vị, xóa đơn vị đây, là xuống dưới người ta cho thì mới có được đơn vị. Rồi, ok. Rồi, đầu tiên v sẽ bằng gì? Theo công thức là 24 x y z, x là bằng 4, y là bằng 2, z là bằng 1. Như vậy thì nhân vào thì chỗ này sẽ được 192. Đơn vị là cm khối. Tiếp tục sxq thì sẽ bằng gì? 4 nhân cho z tức là nhân 1 cộng cho 3. Đúng không? Diện tích xung quanh này, sxq này, 4 nhân z tức là 4 nhân cho 1 cộng 3 nhân x tức là 3 nhân 4 cộng cho 4 nhân y tức là nhân cho 2. Đúng không? Cộng 4 nhân y mà y bằng 2, 4 nhân 2. Rồi, như vậy chỗ này sẽ bằng gì? Này là nhân, đúng không? Là 4 nhân 1 là 4. Nhân cho chỗ này là 12, 12 cộng 8 là 20. Như vậy kết quả sẽ bằng 80. Đơn vị là cm vuông. Rồi, ok ha. Đấy, như vậy thì ở đây với bài số 5, thầy đã nhắc lại cho các em về cái công thức đi tính thể tích này, và về công thức tính diện tích xung quanh này. Rồi, và mình chỉ cần thay các cái kích thước này vào thì chúng ta sẽ có được biểu thức tính. Và thay x bằng 4 cm, y bằng 2 cm và z bằng 1 cm vào thì chúng ta sẽ có được các cái đơn vị kích thước rõ ràng của nó ha. Ok, chúng ta xong bài số 5, cũng là bài cuối cùng. Thì trong video hôm sau, chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của bài số 2, các phép toán đa thức nhiều biến. Và nếu như các em thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho thầy. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.